Thưa quý vị và các bạn, ngày 27 tháng 12, Công an tỉnh tổ chức hội nghị tổng kết công tác công an năm 2022, triển khai chương trình công tác năm 2023. Tới sự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Đảng ủy Công an Trung ương, Thứ trưởng Bộ Công an, đồng chí Nguyễn Phi Long, Ủy viên Dự khuyết Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh ủy, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Tỉnh ủy. Năm 2022, Công an tỉnh đã triển khai đồng bộ toàn diện hiệu quả các mặt công tác, trong đó nổi bật là đã chủ động tham mưu cấp ủy chính quyền các cấp quán triệt, chỉ đạo triển khai thực hiện có hiệu quả các chủ trương, nghị quyết, chỉ thị, kết luận của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước về công tác bảo đảm an ninh trật tự và xây dựng lực lượng vũ trang nhân dân. Chủ động nắm chắc tình hình, tham mưu và chủ động giải quyết kịp thời những vấn đề phát sinh trên các lĩnh vực. Tỷ lệ điều tra khám phá án đạt 86,78%, trong đó án rất nghiêm trọng và đặc biệt nghiêm trọng đạt 96,23%. Công tác bắt giam giữ, điều tra xử lý tội phạm đảm bảo đúng theo quy định pháp luật. Trong năm, Công an tỉnh đã tham mưu, tổ chức triển khai thực hiện hiệu quả đề án 06 của Chính phủ, hướng dẫn đăng ký và kích hoạt sử dụng trên 203.000 tài khoản định danh điện tử, trả trên 650.000 thẻ căn cước công dân. Công tác tuần tra kiểm soát đảm bảo trật tự an toàn giao thông được tăng cường, an ninh chính trị tiếp tục được giữ vững, không để xảy ra đột xuất bất ngờ, hình thành điểm nóng về an ninh trật tự. Phát biểu chỉ đạo hội nghị, đồng chí Thứ trưởng Bộ Công an chỉ đạo, thời gian tới Công an tỉnh cần gắn chủ trương của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an với chủ trương của Tỉnh ủy, Hội đồng Nhân dân, Ủy ban Nhân dân tỉnh về công tác xây dựng lực lượng Công an Nhân dân và đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn. Cái ý thứ nhất là các ông chí chỉ ra những nguyên nhân gì, các ông chí chỉ ra những tồn tại hạn chế gì, thì chính các ông chí phải khắc phục và đưa ngay vào trong chương trình hành động. Thứ hai là các ông chí không quên và xác định ngay nhiệm vụ đầu tiên trên trang nhất là thực hiện ngay nghị quyết của Đảng ủy Công an Trung ương và chỉ thị của Bộ trưởng Bộ Công an, nhiệm vụ năm 2023 và 7 cái nội dung kết luận của tại hội nghị Công an toàn quốc lần thứ 78, xây dựng lực lượng công an nhân dân và công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn của tỉnh. Quan tâm đến cái kế hoạch số 118 của Đảng ủy Công an Trung ương để thực hiện cái nghị quyết 12 của Bộ Chính trị. Đặc biệt các đồng chí chú ý cho tham mưu cho tỉnh ủy về cái chương trình hành động, kế hoạch thực hiện hoặc nghị quyết chuyên đề. Đồng thời các đồng chí khẩn trương hoàn thành đề án xây dựng lực lượng công an tỉnh đến năm 2025 và đến năm 2020 trình tỉnh ủy, hội đồng dân và ủy ban nhân dân tỉnh để phê duyệt. Phát biểu tại hội nghị, đồng chí Bùi Văn Khánh, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, ghi nhận và biểu dương những cố gắng của tập thể Công an tỉnh trong thời gian qua, nhất là việc tham mưu quán triệt triển khai kịp thời các chỉ thị, nghị quyết của Đảng, chính sách pháp luật của nhà nước liên quan đến an ninh trật tự. Phát huy những kết quả đã đạt được, đồng chí Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh đề nghị. Tôi đề nghị công chí phát huy những cái tốt của mình, đó là các cái chỉ thị chủ trương của Trung ương, của Bộ Chính trị, rồi là của Bộ Công an kết hợp với của Ban Thường vụ, là chúng ta thể chế hóa để cụ thể tất cả những cái văn bản cần phải thể chế, là tập trung để chúng ta rà soát lại các cái việc về chuyên môn nghiệp vụ, quản lý thuộc chức năng nhiệm vụ của ngành công an, đặc biệt là liên quan đến cái chức năng chính của đồng chí, đó là cái chấn áp tấn công, chấn áp tội phạm, kể cả kinh tế rồi là ma túy, trật tự xã hội rất nhiều loại. Cuối cùng mục tiêu là cái gì, là giữ bình yên ổn định để chúng ta phát triển. Nhân dịp này, thưa ủy quyền của Chủ tịch nước, đồng chí Thượng tướng Trần Quốc Tỏ, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao huân chương chiến công hạng nhất cho đồng chí Đại tá Đỗ Thanh Bình, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Giám đốc Công an tỉnh. Thủ tướng Chính phủ tặng bằng khen cho 2 tập thể và 1 cá nhân. Bộ Công an tặng cờ thi đua xuất sắc cho 3 đơn vị của Công an tỉnh. Giám đốc Công an tỉnh tặng danh hiệu đơn vị quyết thắng cho các đơn vị.